Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi lương hưu sẽ tăng thêm bao nhiêu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho mình một like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì liên quan đến vấn đề cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo tinh thần của nghị quyết số 27 năm 2018 của Trung ương, thì Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, cải cách tiền lương phải đi đôi với điều chỉnh chính sách lương hưu trên tinh thần. Cân đối hài hòa, không để người hưu trí vẫn gặp phải khó khăn thì thôi sau khi cải cách tiền lương. Theo đó, ngành lao động sẽ cố gắng tham mưu để mức lương hưu sẽ tăng tối thiểu đạt 15% so với mức lương của cán bộ công chức viên chức tăng vào khoảng 23,5%. Trước đó, tại Nghị quyết số 104 năm 2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Quốc hội, thì Quốc hội đã quyết nghị từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 cùng với việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo tinh thần của Nghị quyết số 27 năm 2018 của Trung ương thì sẽ đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn liền với lương cơ sở. Tuy nhiên, để xác định được lương hưu năm 2024 sẽ tăng bao nhiêu phần trăm, còn phải chờ có văn bản quy định chi tiết của chính phủ. Cũng theo Bộ trưởng, khi thực hiện cải cách tiền lương đối với người có công trước năm 1995 cũng sẽ được giải quyết chế độ ở mức cao nhất, sẽ đảm bảo những đối tượng này không bị thiệt thòi. Sau cải cách tiền lương, người có công sẽ hưởng mức cao hơn bình quân. Ngồi tham mưu về vấn đề điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng yêu cầu trong năm nay, cũng như thời gian tới, toàn ngành cần tập trung xây dựng, hoàn thiện thị trường lao động, khắc phục những vấn đề gặp khó khăn, tồn tại, quan tâm hơn tới các khu công nghiệp, khu chế xuất hay những lĩnh vực ngành nghề mới. Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ trọng tâm khác của ngành trong năm 2024 là đảm bảo việc thực hiện luật bảo hiểm xã hội sửa đổi sau khi được thông qua phải thông thoáng, có hiệu quả cao nhất. Đồng thời, chuẩn bị tối đa các điều kiện hướng tới thực hiện luật việc làm sửa đổi. Cũng trong năm 2024, toàn ngành cần phấn đấu tham mưu để nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội lên 750.000 đồng. Tối thiểu mức chuẩn phải bằng 50% mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Đối với công tác chăm lo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội cho biết, các chế độ công tác chăm lo cho người lao động cơ bản được đảm bảo. Trong công tác chăm lo Tết cho các đối tượng yếu thế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm mưu sớm để có thể mời lãnh đạo Đảng và Nhà nước thăm, tặng quà ở các địa phương, trẻ em tật nguyền, mồ côi, người già, người neo đơn tại các cơ sở bảo trợ được chăm lo chú đáo, không còn hiện tượng lang thang trong dịp Tết. Các chính sách đối với người có công được triển khai kịp thời, đầy đủ, đảm bảo đến tận tay người có công. Cũng theo báo cáo về công tác bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong dịp Tết, các cấp công đoàn đã hỗ trợ cho gần 7,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với hơn 4.200 tỷ đồng. Tại các địa phương, các cấp công đoàn cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên công đoàn, người lao động nhằm đảm bảo cho mọi người đón Tết vui tươi, đầm ấm bên gia đình và người thân một số doanh nghiệp đã có các hình thức hỗ trợ cụ thể, thiết thực để công nhân về quê đón Tết cùng gia đình an toàn, vui vẻ như tặng quà, tặng tiền mặt, phiếu mua hàng, vé tàu xe, bố trí xe đưa đón về quê, hỗ trợ miễn phí bảo dưỡng xe máy trước khi công nhân đi về quê, và vân. Như vậy là mình vừa trao đổi xong với các bạn một số vấn đề xoay quanh câu hỏi lương hưu năm 2024 sẽ tăng bao nhiêu. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bớt thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và nếu như mà bạn có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với mình nhé.